Dạ con chào ông Hai ạ. Thì con nghe nói là cái sông Hậu của mình đó ông Hai, thì có cái loại cá tên là cá đao đúng không Hai? Đúng Con nghe nói là có cái nhiều điều tâm linh về cái loại cá này lắm đúng không Hai? đúng rồi con, Thì ông Hai có từng bắt cái loại cá đó chưa? có ông Hai bắt hoài vậy. Dạ. Lúc thời gian mà xa xưa là lúc ông Hai cũng năm đó là mới cũng 19 20 tuổi, hai ngoài tuổi, Bây lúc giờ đó chắc cái đao còn tiệt nhiều. chủng rồi không Hai? Bây giờ tuyệt chủng, lúc trước đó ông Hai là dân câu đó con, Dạ. dân câu bắt có con là mấy chục kilo nữa. Trời. Cá đao đó. Là lúc đó là ông Hai dân ngày cũng cũng biết bao nhiêu cá đao con ơi, rồi cá đuối nè, rồi lớp nào mà cá cá hô thì nó ngay giăng lưới chứ không phải giăng câu nghe. Lúc đó giăng câu thì dính cá đao cá đuối là dữ lắm, nhưng mà cá đao nó có rất linh như thế này. Mình ở đây thì nó không linh gì mấy nghe con, nhưng mà ở biển linh lắm. Thì ở biển cá đao đó là nó giữ cá ông, khi cá ông mà lội đi đâu thì cặp cá đao ở kè hai bên, mà mỗi khi mà ví dụ con mực hay là con này con kia mà lại là chạm với con cá ông thì cá đao hai con nó chém nó vật để nó bảo quản cá ông á, Nó bảo vệ nó bảo vệ cá ông, là cá đao linh nghiệm vậy đó, ồ tâm linh vậy đó hả? người tâm linh. Nhưng mà ở đây ở sông Hậu mình ở đây là không có cá ông chỉ ở biển, ở biển này chỉ để cứu những người mà tai nạn lỡ chìm đắm dưới biển đó con, rồi giăng giái rồi thì cá ông mới trần lên để đưa người cứu người ngày xưa. Còn cá đao ở đây thì nó ngay cũng có nhiều lắm, nhưng mà có một cái là dính thì cũng gian giái bà cậu mới dám mần, chứ không phải là dính mà mần khơi khơi cho nên là ở đây không có cá ông cá đao hồi xưa con ơi, không biết làm gì cho hết đâu. Mà ông Hai cho con hỏi là con cá đao có hình dáng như thế nào không Hai? Hình dáng nó cũng như con cá mập đầu búa vậy đó, nhưng mà ở trước đầu của nó là cũng như cái sứa vậy đó. Nó nghe nó dài ra một khúc, cá mập đầu búa hay sao nó vậy. Là ở trước cái mỏ nó có cái răng cưa hả ông Hai? Có răng cưa hai bên. Hai bên luôn. Hai bên luôn. Dạ. Nó dài à. Nếu cá lớn thì nó dài, mà cá nhỏ thì nó cục. Lớn là nào dài nấy. Cái con mà ông Hai đã từng thấy là lớn nhất là bao nhiêu ông Hai? Lớn nhất hả? Cũng 70 80 kg. Wow. Cũng khá là nặng à, cũng cỡ bằng cái người lớn của mình à. Bằng người lớn con. Cái đao dài nha. Nếu 70 80 kg cái đao khoảng chừng 7 8 tấc. Dài 7 8 tấc hả? Cái dài nè. Con cá đó nó có khôn không ông Hai? Khùng lắm con ơi. Cá đó là có gì khôn bằng nó. Không có con gì lại gần nó, lại gần nó là nó quật, nó chém. Chém qua chém lại lại là dạ hết. Nó chém chém qua chém lại không có cắn không Hai? Không có cắn, cái hàm nó dạ dưới, nó cũng như là con cá mập vậy đó. Cái mỏ ở trên thì cái hàm nó nằm dạ dưới vậy nè. Nhưng mà cái đao nó dài ra vậy á, cá gì lại gần cái quật nó chém. Chắc đứt. Nhưng mà mình đánh bắt cái con cá đao là mình sử dụng cái dụng cụ gì để mình đánh bắt được không Hai? Ông Hai lúc trước á giăng câu con, giăng câu mồi cua con á. Cua con là giăng ngại lắm, đó là giăng mồi cua con chứ mồi chuột nướng rồi đó, ăn dính liền thì bóc con ơi. Trời. Rồi mình bán như vậy là có ở chợ nào và tiền hồi đó nó có mắc không Hai? Rẻ lắm con ơi. Bây giờ xưa cá nhiều á. Ông Hai dính rồi thì ai bạn hàng thì mua nguyên con, bán nguyên con, còn mua con mình xẻ ra mình bán ở sớm rồi với bán chợ lẻ lẻ vậy đó con. Cũng bình thường, cá đào rất ngon luôn. Theo mà cá đào với cá hô là con nào mắc tiền không Hai? Cá đào mắc tiền ha. Cá hô rẻ hơn. Mắc tiền hơn cá hô hả? Bây giờ cá đao con ăn cái thịt nó cũng như là con cá nhám biển vậy đó. Rất là ngon. Nó mà con kho nước vừa tươi rồi đó, thịt rất dẻ, nó bùi ngon lắm. Gân không à? Kiếm được ăn là giờ dễ gì, giờ dễ gì có. Cá hô bây giờ còn hơi hiếm rồi. Hiếm nè, cá hô giờ cũng hết con. Sao mình biết nó tâm linh như vậy mà mình dám bắt không Hai? Mình không sợ hả? Không sợ đâu con, bị bà cậu mà ngày bà cậu cho gì thì mình bắt nấy. Còn trúng mà cá nữa kìa thôi là không dám. Dính bà lớn cũng phải gian giải thả đó. Cái được là những người khác ta. Khá nược là coi như là người ở trên Châu Giang ăn. Người Trà ăn. Chứ còn ở đây gần sông Hậu mình đây không ai có ăn con. Nếu mình bắt được con cá đó là mình giá làm sao không Hai? Giá làm sao để ông bà cậu để bán được? Nên bây giờ hôm nay là bà cậu cho con sống nhà bạc này mà bắt được con cá đao này để cho con để là đem lên mần hàng hoặc bán để sanh sống trong gia đình. Em xui rồi không có chuyện gì xảy ra thì con cứ giữ mần tự nhiên à, nó là giá gì để nó con, cái tâm linh của bà cậu à, chứ mình cũng tin tưởng thành ra cái gì vậy con, là giá thành thật là sao đây bà cậu.
Hậu là cái người mà lưới là câu lưới với cái người mà đi biển rồi cái người mà đi thuyền ghe là tinh dữ lắm. Vì gì bà cậu làm vị thần là Đức Phật ngài nói là kim mộc quả thủy thổ, thần thủy thần quả thần mộc thần thổ đó, là bà cậu là một vị thần con đâu phải là bình thường. Cũng như thần thổ nè thì Đức Phật ngài nói là quả tinh á, là vị lửa hồng làm cho chiến vật được trần độ thân là thần quả nè. À, còn thần thổ thì đại địa là vị thổ quan quay về cho đất cho toàn hạ đây. Còn thần thủy thì quay về sẽ nước chuyển lưng cho trần coi nhanh nước lớn lên dòng xuống đó là vị thần, năm vị thần đó con, khi mà quả thủy thổ đó. Một cái món nào cũng có vị thần, thần gió nè, thần mộc nè, thần quả, thần thủy. Con hơi bận mình cái nghề hạ bạc mà cậu này linh nghiệm lắm. Con nghe nói là từ thường con hồi nhỏ con nghe nói là vé ông tà bà cậu là sao vậy ông hai? Ông tà là khác bà cậu hay là giống khác? Ông tà thì ở trên bờ, ông bà cậu ở dưới sông. Tà thì ở trong đồng trong bái vậy đó con. Như mà ổng thì ổng tiếu lắm, ông tà mà chưa thích của ông tà mấy con biết mà. Kia đó ông hai đi vô ruộng bằng ruộng á, cái miếu ông tà thờ cục đá tròn nhà đẹp đó nghe, thờ miếu rồi trưa nực tại nay là 80 tuổi con trai ông thì con bưng con tà xuống xong đó con thấy đùng nó giỡn ông mò không được nha. Mà giấy ông tà bữa nay tắm gì mệt quá mò nó giận được, chịu thua không lăn xuống ổng lại hả? Ngộ à. Ông tà linh lắm, tà gì là linh lắm không anh con ơi. Còn con cúng ổng đó ha, là ví dụ con cúng nãy chuối con phải ăn trước một trái nghe, rồi cúng mới chín sợ thuốc ổng. Nên vậy ông tà ông tiếu ông giỡn ông tà mà. Bởi vì con nghe nói là ông tà mình để cái cây nhang lên mà mình giái ổng là cây nhang quay có không hay? Có lắm khi có không khi không nữa con, nhầm cái chỗ đó con. Như vậy con tin tưởng ổng là có đó, có sự thật luôn á. Chứ cái đó thì ông hai chưa thấy, nhưng mà ông hai thấy rõ ràng là lúc mà ông hai giỡn với ổng đó. Giang giấy lại miễu ông là bưng thấy à, không có được con đường giới đó. Vậy là ông hai đã từng tận mắt giỡn với ổng luôn. Chạm ổng luôn biết nhiêu lần. Ông hai lại bưng luôn đang thờ trong ra trong miễu, ông hai bưng cái xuống sân giỡn ông thấy. Trước khi bưng là mình phải nói trước ha. Nói trước. Hôm nay con trưa nực con muốn tắm giỡn với ông trai ông tà. Rồi con cứ bưng đi, ông không có quớ trách gì trơn. Hồi nhỏ là con nghe ông bà lớn nói mày thơi khơi là ông tà bẻ tay mày, đó là có không ai? Không có đâu con. Không, ông dễ lắm ông tà mà. Ông tà bẻ tay mày đó. Ông là thiện hả ông hai? Ông này thiện nè. Ông cũng bực thần, ông thiện cho nó phải trợ nè. Linh nghiệm lắm. Mình đi ghe nha, đi ngang cái vô động bái mình giái ông tà. Rồi mình đi ra sông lớn thì mình giái bà cậu. Đúng rồi. Ra sông lớn thì con giái bà cậu, mà ở trong đồng ông bái con giái ông tà. Sống đánh ngay chỗ này nè cả nhà. Sống dữ lắm con ơi. Ông hai ở ngay giữa cái này luôn rồi, ban đêm nó dập xong rồi chịu nổi không ơi. Nó chưa quen rồi ráng cố gắng chịu. Một ngày như vậy là lỡ vô cỡ khoảng là 1 mét không hay? Một cái mùa nước lũ một ngày như vậy là lỡ vô có thể 1 mét hoặc 2 mét luôn con. Trời ơi. Ông hai ở chu vi này là khoảng bao nhiêu mét vuông ông hai nhớ biết không? Bây giờ còn khoảng chừng cũng trăm ngoài mét vuông rồi con. Có khu này cả nhà. Có khu này ở giữa cái con sông Hậu nè. Như cái như là một cái cột nhỏ mà nổi với trên sông vậy đó. Cái ốc đảo, đảo ở quê thì giữa đầu cồn Mỹ Hòa Hưng Bắc Tôn nè. Ban đêm mình cũng như là mình lấy có phao sẵn nhà không ai lỡ gì nó sập xuống là mình chạy lại chứ. Không con có ghe cổ rồi không có sao đâu con. Ông hai quen là biết lội biết lặn rồi đó giờ. Là ngày trước cái cồn của mình là ông hai ông nói là nằm tuốt ở trên cái trên là chắc là đau lên đó đó. Chỗ nhà thờ chắc đau đó. Chỗ cách đây trên đó là có khoảng cây số không hay? Bạn ơi mười mấy cây lên con ơi mà lỡ đó vậy đó. Cách lên trên đó là mười mấy cây đó cả nhà. Mười mấy cây đó cái chỗ ấy đó con, ở chỗ nhà thờ vàng vàng đó. Dạ. Để con đổ khoảng mười mấy cây không? Trời ơi. Đến tới 11 cây trên 1 cây đó. Đã lỡ nhiều nếu năm. Nếu mà nó lỡ vậy là mình có cúng bái gì không hai? Không con. Ông hai lỡ mất quê lại biết như hồi đó đất ông hai cũng mười mấy công đất cũng mười mấy ngàn thước vuông mà lỡ lần hồi riết rồi bây giờ còn có nhiêu đâu con. Lỡ mất quê lại biết nhiêu nào vừa nè mặn xoài ổi cái nọ rồi mấy cháu con cháu tới là bảy a đâu hết đang nhất trưa này. Tiêu hết trơn, giờ tiêu gì hết trơn con. Rồi như vậy nhà nước có đền bù cho mình không hay? Đâu có đền bù gì đâu, lỡ thì mình chịu chứ đâu có đền bù đâu con. Có như vậy nè,
cái năm 2007 á thì có nhà nước có mở khu dân cư đó con. Dạ. Được bán cho mình mỗi một hộ vậy là cái nền nhà vuông nhất được 100 m, chiều ngang 5 m và 20 m, tổng cộng là được 100 m. Rồi cắt cái nhà ở dưới á. À, để là mình trên này mà lỡ hết thì về dưới có chỗ này ăn cư lạc nghiệp để sống gì đó con. Ông hai ông sống với sông nước quen rồi đâu có vô khu dân cư được. Ở đây có một chiếc tàu buông khá là lớn luôn, cả nhà chạy ngang có con sông này. Nãy mà con đi vô con thấy cái ông hai con sợ á. Gì đâu mà giữa cái con sông, cái đảo mà nằm giữa sông luôn. Ồ, chạy chiếc tàu buông này khá là lớn luôn. Không, những cái câu chuyện của ông hai thì hai rất là chắc thật. Ông hai gian khổ con ơi. 60 mấy gần 70 năm mà hai gian khổ, từ biết tới giờ mới tới giờ sống nghèo bạc này cũng gian khổ. Lặn hợp đánh bắt rồi đủ mọi thứ là sống nghèo đó, đánh bắt chuyên nghiệp mà. Mình sống mình thấy có đủ không hay thiếu sống thì cũng đủ sống qua ngày con. Nghèo bạc này ở ông bà thì nó cắt cẩm qua ngày ha, nhất phá thiên lâm gì đó mà bá. Hai làm cho mẹ đi ấy quá. Hai làm đặng mà ví dụ như chiếc kia nó hư nó bể, hai lấy này xuống thay phiên. Là con sông mình ngày xưa đó là có từng bắt những cái loại cá hô khủng không ông hai? Có con, trời ơi, cá hô hồi đó dữ lắm ạ. À. Năm 1975, 77, 78 trở trước là cá hô khủng còn nhiều đó. Dạ, là từ tiếp thu trở về trước không hai? À, đúng rồi, từ tiếp thu trở trước là có con 200 mấy chục ký nữa. Trời ơi, cá hô đó nha. Nó ba loại, là một cá hô hường nè, cá hô đen, cá hô trắng, nó ba loại. Cá hô đen là thường ta kêu cá hô đất phải không hả? Ừ, nó đó hô đất, mà cá trắng con cá đỏ cũng là gọi là hô đất nhưng mà nó ba màu đó con. Dạ. Nhưng mà cái màu nào thường là lớn nhất hả? Cái màu con cá hô đỏ là lớn nhất. Dạ. Một con 200 mấy chục ký nữa. Nhưng mà ông hai làm cái nghề sông nước này hồi đó giờ mình có tận mắt mà mình bắt được những cái loại khủng đó mà bao nhiêu ký ông hai kể cho mọi người nghe không hả? Thì ông hai làm đó là bắt con cũng cá hô 100 mấy chục ký, còn mấy con lớn nó phá bể lưới hết chịu không nổi. Quá dữ rồi. Có mấy ông ở đây mấy ông cào cào được cá đuối con 330 mấy chục ký hoài. Trời ơi. Cá đuối á. Cá đuối hả? Là mấy năm nay có ông chú hồi trước ông thả lưới cá mày dinh mà nói ra thì chắc không ai tin. Dạ. Chứng biết là tiếng mắt là ông hai ông biết. Thả lưới mày dinh con cá đuối 330 mấy ký. Trời, bị con biết không? Lưới nước hừng lớn đó. Quá đã. Ở trên ông thả xuống dạo dài đó rồi con cá mà đuối nó sắn ngay giữa trồng lưới nó vượt tới đi. Dạ. Nó cuốn dẫn hai về lên. Gầm nó chạy. Chạy lúc đó ông hai ở đằng này chài đằng này cũng 10 mấy chiếc. Trong cầm nón lá ông mắt mà ông mắt học kêu không ra tiếng. Ở cái ông hai nói trời ơi. Ông chú hai đang ông mặn gì mà ông mắt mà ông nói ra tiếng. Ta súng chèo đặng ngay chèo lại thì hỏi cái gì ổng nó không biết con gì mà lâu dần lưới nó chạy mà cái xuồng kéo đi xuồng te nha. Đâu không? Lôi xuồng đi luôn. Lôi xuồng đi luôn mà. Cái đằng này mười mấy chiếc xuồng không ai dám lặn đó. Lúc đó hai lần giỏi mà không dám lặn luôn, biết con gì mà lặn. Dạ. Biết khi dính cá mập hoặc là số lớn rồi xuống dưới nó quất mình hay sao. Dạ. Cũng ngán nha. Cái ông hai mới nói thôi bây giờ mình gian giá bà cậu đi. Nếu bà cậu cho ăn thì coi con gì cái mới lấy xào thọt xuống trúng cái lưng nó đó con. Yeah. Trúng lưng phình cặp đó còn sợ ác nữa. Trời ơi, thấy mềm đó ha. Bởi vì nó nằm ở gần cồn chỗ đó hơi cạn rồi cái mười mấy ông mà đi chài với ông hai đó là không dám lặn nó. Thôi bây giờ lấy mỏ neo thảy kéo thí lên. Yeah. Mỏ neo mà thứ ba mò mỏ đang thảy mình chịu cái xuồng lặn nó vũ cá đó con. Thảy xuống kéo mười mấy mỏ neo thảy xuống kéo cho trúng hên móc trên cái cậy đuôi nữa. Lôi lên nó bật cái đuôi lên thì biết cá đuối rồi. Mới xúm nhau 3-4 người lặn. Chụp cái đuôi không có lặn, chụp đuôi gây vô bên xuồng lấy cái dao tẩy cái nẻ nó bị cá đuối nó có hai nẻ cái đuôi đó con. Yeah. Rồi mới xỏ mũi phóng lấy tích xỏ mũi vòng về kéo lên bờ là nó đẻ 6-7 con kéo lớn bằng dĩa bàn với hàng trong bụng chung ra. Thì con biết cá đuối đó, lúc mà nó là có tượng trứng hay là nó ở trong bụng mẹ nó. Khi mà nó tượng con nó đẻ ra rồi cái nó đi ăn xong xuôi rồi cái nó lại mẹ nó cái nó cuốn tròn là cũng như cái bánh xèo mà con cuốn đợi nó chung vô bụng mẹ nó. Khi đói cái nó cuốn tròn chung ra ngộ rồi chừng nào nó chung vô là hết được nó mới chở ngoài. Cái loại cá này ngộ phải không hay? Bởi vì đem lên bờ nè đem được còn là 330 mấy ký đó, cái đuối đó. Là trong bụng nó bao nhiêu con? 7 con. Bảy con mà. Đúng cái rồi. Con nhỏ là mấy trăm gram không hay?
con nhỏ nó khoảng cũng ký rưỡi 2 kg à. Trời ơi, ngon ký 2 kg. Thì cá 300 mấy chục ký mà con cá lớn hơn bữa cơm gia đình này. Ờ, cá lớn hơn chiếc điểm mà. Cá đuối cá mẹ lớn chiếc điểm. Cái con nhỏ mà ký rưỡi 2 kg. Con con nó làm nguyên cái bữa cơm gia đình luôn rồi. Ờ, không hết luôn. Quá đã xưa cá lớn dữ lắm con ơi, xưa đây là cá cựu dữ lắm con ơi. Dạ, đủ loại hết trơn, không thiếu cá gì. Rồi thì mình cảm ơn hai chia sẻ về cái câu chuyện mà về con cá đau và cá đuối, những cái cá đuối bà cậu nữa. Ngày nghiệp bà cậu mà mới tin tưởng được con. Rồi xin hẹn cả nhà vào cái video tiếp theo về ông hai đã từng đánh bắt những con cá khủng khác tại khu vực này nha. Rất là hay luôn á. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Thật và những cái chuyện mà